Mai Vàng Núi Bà Tây Ninh. Xin kính chào tất cả các bạn. Hôm nay là cái ngày 14 tháng 2 âm lịch năm Quý Mão. Trước hết xin chúc sức khỏe đến tất cả các bạn. Hôm nay cái tiêu đề của tôi muốn gửi đến tất cả các bạn là mình cùng tham khảo những cái bệnh trên cái lá mai thường gặp ha, và cái cách phòng trị như thế nào. Thì trước khi vào cái tiêu đề này thì tôi nói với các bạn á, cây mai á, mình nuôi á, thường gặp. Nhưng mà tôi á, thì cái hiểu tôi cũng có giới hạn, không phải cái gì tôi cũng biết hết. Do đó nên chúng ta cùng tham khảo đối với những bạn chơi mai nhà ha, và những anh em mà chơi mai mà chuyên nghiệp á, thì cùng góp ý để tôi, đây là nói sự thật luôn, tôi và những bạn mới chơi mai để cùng học hỏi và cái trừ những loại thuốc nào để mình trừ những cái loại cái bệnh trên lá của cây mai mình thường gặp. Và kỳ rồi tôi có nói các bạn như thế này, nếu trường hợp cây mai nó bệnh gì thì các bạn cứ bứt cái lá của nó đem ra tiệm. Thì có những bạn bình luận á, thỉnh là không đồng tình, là bị gì cái người bán thuốc người ta không biết. Thật sự á, không có ai biết trọn vẹn về cây mai các bạn, không có chuyên sâu. Cũng như cây sầu riêng thì người ta chuyên về cây sầu riêng, còn đối với cây mai cả tôi cũng vậy, tôi cũng bứt lá đem ra tiệm. Và những cái người bán thuốc ở tiệm á, thường là gì các bạn, người ta có học một cái khóa, nhưng mà thường đa số là người ta đưa mình gì cái bệnh lá, là người ta đưa gì các bạn, cái gọi là gì, cái thuốc nhiễm khuẩn, diệt khuẩn ở trên lá mà thôi. Như cây mai này, tôi nói các bạn, tôi có cây mai này. Cái bệnh này là bệnh gì? Giờ thực tế ha, chia sẻ tất cả các loại bệnh luôn. Bệnh này là bệnh gì? Thì trước hết những cái cây mai bệnh, quan trọng nhất là cái bộ rễ. Mình xem coi cái bộ rễ mình có vấn đề gì không. Đối với giá thể sơ dừa vỏ trấu, cái nước là các bạn biết là phải cần rồi ha. Mình xem coi cái nước đó có đầy đủ hay không, nó có dư có thiếu không. Nhưng đối với sơ dừa vỏ trấu thì cái nước nó ít có khi nào mà nó dư nước lắm. Thật ra mình xem bộ rễ như cái mai này các bạn nè, bệnh gì? Vàng lá gân xanh không các bạn? Thí dụ giờ tôi nói các bạn vàng lá gân xanh, thì nếu các bạn đem ra tiệm mà cái chỗ đó người ta cũng đâu có biết, người ta sẽ đưa các bạn cái gì? Những cái loại thuốc phòng bệnh trên lá cho cây, tất cả các loại cây không riêng gì cây mai. Mình cũng dựa vào cây ăn trái để mình xịt cây mai này. Tại vì chưa có một cái kỹ sư nào, tôi chưa có gặp cái chuyên về cây mai, về nông nghiệp ha. Thì bây giờ tôi nói các bạn trước hết là kiểm tra cái bộ rễ nè, coi nó có bị tuyến trùng rễ hay không, cái lượng nước nó có quá ẩm hay không. Nó ẩm nó không các bạn ơi, đây cái đất Gò mà, đất Tây Ninh tôi mà, gió dữ lắm, ngưng chừng 2 ngày là khô rang tùy ha. Thì tôi nói các bạn như bệnh này đây, và cái cây mai này tôi kiểm tra thì tôi thấy cái rễ nó cũng không có gì các bạn, không có bị tuyến trùng rễ luôn. Thì bây giờ mình trị cái như thế nào, cách phòng trị bây giờ tôi nói các bạn với cây mai này tôi bứt cái lá ngoài đường này, nó bị đốm vậy. Hai năm nay tôi bị cái này thôi, không biết do mình xài lâu năm cái đất mình nó nhiễm khuẩn hay sao á. Thì bây giờ mình đem cái này ra cái ngoài tiệm á, các bạn thường gặp phải không, cái này tôi cũng không biết là cái bệnh gì luôn. Tôi đem cái này ra ngoài tiệm nè, thì giờ cái tiệm, nếu mà các bạn nói là cái tiệm nó không biết thì giờ làm sao, chứ tôi đâu phải cái gì tôi cũng biết. Thì bây giờ các bạn cùng chia sẻ tham khảo. Thì cái này thường á là tôi đưa ra tiệm là ta đưa cái gì, thường tôi xịt ra gì, tức bằng Atracon và cái thằng ăn Win. Nếu không hết nữa là có thể mình phủ cái thằng cốc 85, tức là đồng xanh đó các bạn, tức là duyệt nấm bệnh trên cây mà thôi. Rồi có những cái loại thuốc chuyên về lá, nó nhiều loại lắm, tôi bây giờ tôi không biết cái hiệu độc luôn nữa. Tôi cũng đem ra tiệm người ta bán mình xịt. Và làm sao để biết hết thì mình căn cứ vào cái đọt non này, đúng không? Và xử lý cái này sao, nếu trường hợp cái đọt non này nó ra mà nó bị như vậy nữa
lặt hết cái này bỏ luôn, lặt trắng luôn. Tôi có làm cây hôm năm rồi, lặt hết đúng không, lặt bỏ hết cái lá này nè cho nó ra đọt non. Và cái thuốc gì bây giờ riêng về cái loại này ha, và những cái loại khác cũng vậy, đưa cái gì các bạn, diromin. Cái thằng đó là gì, nó diromin ha, tôi đọc đại gì không biết trúng ha, nó giống vậy đó, cái tiếng nước ngoài mà, thì nó đọc mình dịch ra giờ diromin là gì, nó trừ cái gì, cái bệnh là thối rễ ha, chải thân, mũ thân là thối rễ, thì mình mua cái thằng diromin mình rải là cái thứ nhất. Thứ hai nữa là gì, cái dưới gốc trước ha, mình đưa cái thằng rót, thấy không, tôi đưa rót là gì, nó tạo, nó vừa trị bệnh mà nó vừa tạo. Còn nếu các bạn tưới cái N3M cũng được, nhưng cái hàm lượng thật lỏng nha các bạn, phân nửa cái liều lượng ta cho phép, nó có trên bao bì, đừng có rải nặng quá bị gì, cây này nó không có quang hợp được. Cái này là lá chết rồi, và cái lá này không bao giờ hết, đúng không, cái lá này nè không bao giờ hết được, nó đã bị gì là nó sẽ quỷ. Nhưng qua một cái thời gian thì mình nhìn vào cái đọt non này nó phát triển và nó già đi, nó còn bệnh hay không thì mình biết nó hết. Còn một lần nữa tôi nói các bạn, dù các bạn xịt những cái thuốc phòng bệnh, tôi chỉ đem ra tiệm thôi, cái này là bệnh gì thì nhờ các bạn chia sẻ, đem ra tiệm và ở trên gì xịt cái loại thuốc mà trừ nấm bệnh cho lá thì người ta sẽ bán cho các bạn, chứ tôi giờ tôi đâu có biết, đúng không. Rồi đó là về cái phần cây này. Bây giờ một lần nữa nè, nhìn khi mình trị rồi thời gian, mình nhìn cái đọt non này nó ra không các bạn, nè đọt non này rồi. Coi nó có bị nữa không, nếu nó bị nữa lặt lá bỏ hết. Và thuốc bây giờ mình cứ đưa vô diromin rót hoặc là N3M, các bạn tưới cho thật là lõm, nếu các bạn xài cái loại đó lõm nha, đừng có đậm quá nó chịu không nổi. Rồi mình chờ cái đọt này ra, và ở trên cái gì đưa cái hàm lượng gì, phân bón lá vi lượng hoặc trung vi lượng đó, về cái phần cây này đúng không. Rồi bây giờ mình trở lại những cái loại bệnh này, thí dụ như bây giờ các bạn thấy cái lá nè nó sắn phải không, các bạn hỏi cái bệnh gì, thật sự các bạn tôi cũng không biết nữa, tôi cũng không biết luôn. Đây này, nó sắn này, thì tôi thấy là nó cũng không nhiều, hoặc là có cây nó bị hoài mà tôi xịt thì những cái loại thuốc như nãy vừa rồi tôi trao đổi các bạn đó, nó bị đem ra tiệm thì người ta cũng cho các bạn xịt những cái loại thuốc này y vậy à. Thì mình theo dõi cái đọt non các bạn. Rồi thứ hai, đây là cái đọt quắn nha, thì các bạn chia sẻ coi sao, tại sao nó bị vậy. Rồi các bạn chia sẻ rồi, có cái bạn nha, bây giờ tôi chia sẻ cái bạn này nè, cái lá vậy nè, giờ đứng nó quắn vậy nè, và cái lá của các bạn á, cái bạn đó nó vàng vàng chỗ này nè, thì tôi nói các bạn là bỏ trĩ, các bạn xịt không hết, nó vàng. Tôi cái lá này cũng là cái lá bệnh nè, là nguyên nhân sao tôi nói thử rồi ha, có trúng không ha, thì các bạn chia sẻ. Trước đó nó vừa bị con bỏ trĩ đó các bạn, cái mình xịt á, mình xịt thuốc đi thì nó hết, nhưng mà cái lá nó nằm cái dạng này búng búng nè, nhưng mà nó hết rồi. Còn có những bạn xịt con bỏ trĩ không hết, cái đầu này nó vàng, nó vàng hen, cái lá này vẫn còn vàng theo cái kiểu bỏ trĩ á các bạn. Có các bạn vừa bình luận á, cái bình luận vừa cái tiêu đề rồi tôi chia sẻ luôn nè, các bạn đưa cái điện thoại các bạn búng coi hết không, búng coi hết không, nếu chưa hết thì nó không bao giờ nó ra cái đọt này nữa, cái nọt này nè. Con bỏ trĩ mà nó ăn các bạn xịt không hết thì nó sẽ nằm như vậy hoài. Cái lá của các cái bạn đưa tôi nó vàng chứ không phải của tôi thì nó xanh hen như con bụm nè. Và cái đầu này nè, nếu con bỏ trĩ còn đúng không, cái đầu này không bao giờ ra nữa, cây mai mình sẽ suy. Và cái hình thức là gì, các bạn tỏ mắt thì các bạn nhìn thấy, còn thôi dốt đưa cái điện thoại, kê điện thoại dưới vậy đúng không, kê vậy các bạn búng vậy cho tôi. Nếu còn bò trĩ thì xịt phải cho hết, thì các bạn thuốc gì xịt cho hết. Tôi nói thiệt các bạn, tôi cũng y như các bạn mà thôi, không phải cái gì tôi cũng biết hết, ra tiệm mua cái loại thuốc đó không hết tôi tăng liều lên gấp đôi, xịt không hết nữa đem cái loại đó ra tiệm nữa, thì tôi cũng như các bạn mà thôi. Còn những bạn đem ra tiệm mà người cái tiệm đó người ta không biết bệnh gì, do cái dùng của các bạn chắc ít làm nông nghiệp ha, thì người ta cái kinh nghiệm của người ta, thì giờ tôi cũng thua luôn đúng không các bạn, tôi cũng thua luôn. Rồi đó là những cái gì
mà tôi chia sẻ các bạn để cái này là tham khảo, tôi cũng như các bạn mà thôi. Nhưng tôi, cái học của tôi cũng ít thôi, và cái không phải cái bệnh gì mình cũng thấy. Và tôi nói các bạn, tôi nuôi vẫn có cây mai bệnh. Cái này là cái dạng bệnh nè, nhưng mà nó may mắn là nó chỉ có một cây hai cây thôi. Đây nè, rồi nè, các bạn thấy vẫn có ha. Nè, thì tôi cũng vậy các bạn, tôi ra tiệm tôi bứt cái lá này nè, thì nó đưa tôi về, tôi coi lại là gì, là những cái loại trừ nấm bệnh trên lá cho cây. Nhiều khi nó đưa mình là Antracon, Anguin và những cái loại đặc trị về cái nấm bệnh trên lá, trái bìa lá, rồi xịt hết hay không thì cái đó mình dòm vào cái này lần nữa ha. Rồi, đưa cái gì? Giờ tôi nói các bạn nè, nhớ đừng những cái dạng này. Tôi không có đưa cái Atonis đâu. Đưa gì các bạn? Phân bón lá vi lượng xịt tiếp cái phần vi lượng, hoặc không có các bạn mua trung vi lượng, rồi các bạn xịt trên dưới, dưới rải gì có thể các bạn mua diromin các bạn rải cũng được, phải không? Diromin tôi chỉ biết nhiêu đó thôi, tôi thường tôi làm vậy, tôi làm sao chia sẻ các bạn vậy, và cái kiến thức tôi cũng có giới hạn, đúng không các bạn? Giới hạn nó đâu có mà cái gì tôi cũng biết, và những cái tiêu đề nó dài quá thì tôi sẽ chia sẻ lên cái phần như nãy giờ. Thí dụ như cái cây này, giờ cái nữa nè, các bạn thấy nè, cái lá thấy êm không, thì bây giờ nó có những lá nó biến dạng, thì giờ tôi cũng không biết nữa các bạn ơi, nhưng mà tôi nhìn cái đọt này bây giờ ra tốt thôi, tức là do nhiều nguyên nhân, bọ trĩ có rồi, nhiều khi gió đó các bạn còn non á, gió nó thổi tét lá thì bây giờ nó ra cái hình trạng này. Thì bây giờ tôi nói các bạn đây nè, rồi ra cái lá này nó quăng quăng kệ đó, để mình nhìn khi cái lá nó ra thẳng thớm vậy, căn cứ vào cái này để mình xem cái cây mai mình nó hết hay không. À, đó là tiêu đề tôi muốn gửi đến tất cả các bạn ngày hôm nay, và mong rằng các bạn chia sẻ cho anh em. Để kết thúc tiêu đề tôi nói cái lần nữa ha, cái cách làm ha, như cái dạng cây này là tôi bỏ gì, diromin đúng không, và rót. Còn các bạn có tưới N3M được, nhưng loãng thôi, đừng có đậm quá, nó chịu không nổi. Theo cách làm tôi ở trên xin gì, những đem ra tiệm những cái loại mà nhiễm khuẩn lá, trị bệnh cho cái lá, thì người ta sẽ bán cho các bạn. Và bổ sung cái gì? Phân bón lá vi lượng. Đó là tiêu đề tôi muốn gửi đến tất cả các bạn ngày hôm nay. Mong những các bạn chơi bay rành chia sẻ để cho anh em, tôi và anh em cùng tham khảo ha. Và mình biết được để mình chia sẻ đến những các bạn mới chơi mai, và đồng thời mình cũng vừa trị luôn cái những cái bệnh mà tôi, chính bản thân tôi cũng không rành, tôi chỉ nuôi được những cây mai như thế này. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.